Bây giờ là đi tới Tayara. Vào Tayara mua một ít đồ. Tuần nào cũng đi chợ chỗ này. Chỗ này được cái bán đồ mắc. Mắc thì rẻ. Nói chung là rẻ nhất khu vực này thôi chứ. Đây, hai anh em sẽ đi chợ mua đồ ăn. Đây, có rất là nhiều tempura. Cái món này là giống như chả giò. 358 yên 5 cây. Đây có rất nhiều. 300. Mua sữa đi. Nay kiếm loại sữa nào? Tuần trước không uống sữa rồi. Tuần này phải uống sữa. Ủa tuần sau vẫn làm ca đêm đúng không? Để dưới đi, để trên cho tôi. Ok. Nào lấy hộp sữa này đi. Dạo này lười biếng uống sữa lại rồi. Lấy vitamin C nào không ta? Cái này là sữa nó làm từ đậu á. Này uống cũng ngon lắm, dinh dưỡng nhiều. Cái này thì làm từ chuối nè. Này thì cà phê. Này thì bán mấy cái này cá hồi. Cá hồi này nó ướp muối rồi. Cái này về cái này nó có muối rồi á. Này về bỏ lên chiên ăn thôi. Này tới 500 480 yên thuế luôn, 520 nè. 1, 2, 3, 4 miếng, 4 miếng mà 100 ngàn. Hàng này bán rất là nhiều trà. Bây giờ lượm một ít trà về uống, nên lấy trà nào? Lấy trà này hả? Đủ loại. Cái này là đủ loại chứ không phải là loại nào. Bô trà với Genki trà luôn. Hôm qua đây trà ngon. Uống trà được chống lão hóa. Chống mấy con khỉ. Lấy loại nào nên? Anh đi kiếm hả? Loại mới hay sao? Nó nhiều loại đó, tùm lum loại luôn á. Em không biết loại nào luôn, nó trà gì đâu mà nhiều loại. Cái này ở bên thử mình đi, lấy cái loại mới này đi. Ở bên mình là cái này là nước chè thôi chứ. Này là gian hàng mì gói. Anh Ninh ơi, vô đây mua ít mì Ninh ơi. Lấy mấy cái súp noodle này ăn được nè. Này ăn cũng được này. Làm biến nấu ăn mua cái này. Ồ cái đó là ăn kiểu gì? Mì này à? chế nước sôi vô là bụp thôi. Nhưng mà trong nó là mì mà không? Mì. Giờ lựa ít mì này về ăn đi. Này được á. Ít. Rồi lấy mỗi thứ mỗi màu khác nhau đi. Ra khỏi ghế trên kia. Mất công. Khỏi đông lạnh hả? Ghế đông lạnh thì mua cái gì cần thôi còn. Cái này sẵn đây lấy luôn đi. Chắc khỏi ghé quá. Em chắc khỏi ghé là em đặt 2 ký tiếp theo rồi. Vậy hả? Để kiếm mấy chai bia đi. À có Ken hả? Heineken hả? Dạ. Ồ y nè. Mai tối nay anh em mình làm ít mồi đi. Lấy bao nhiêu chai đây ha? Lấy 4 chai đi. 4 chai được rồi ha. À. Tại mai còn đi nữa mà. Uống chai, uống 2 chai ha, còn 2 chai để lại rồi sau uống tiếp. Chơi thôi. Có Corolla, uống Ken đi. Ken này ngon. Mà Asahi chai này ngon. Asuka Asahi đó cũng ngon lắm, giống như Sài Gòn đỏ vậy á. Thôi lấy 1-2 chai Ken, 2 chai Asahi. Tôi uống nhiều 1-2 chai Asahi trước. Uống 2 chai Asahi đi. Hợp lý không? Được. Chai này mấy ml? Được ha. Quan trọng gì số ml? Không quan trọng gì hết. Uống ngon là được thôi. Ngồi vậy ta, tắc bao tử ha. Không ăn thịt luộc với rau sống. Làm mấy cái miếng thịt hôm bữa mình mua về ấp chảo á. Cái rau ăn nó ngon. Hợp lý không? Ăn cái gì ngon ngon, bộ béo á, cái này. Cái này ngon. Lưỡi hả? À, làm gì lưỡi với là làm gì sao ta? Lưỡi thì làm cái gì luộc hả? Lưỡi luộc với cái gì? Biết hả?
có mùi nào ngon không? Mua thịt heo ra tuần này, ô anh còn heo rừng nhiều lắm. Bao nhiêu ký? Bữa anh mua 3 ký hơn 2 ký mấy mà anh ăn hình như còn 6-7 phần chưa? Mua 2 ký à? Mua chưa? Mua ấy. Giờ chắc thịt khỏi mua, thịt còn nhiều quá. Mua thịt gì đấy? Ngon không ta? Lấy cái này về ấp chảo này nên ơi. Cái này được nè. Cái này ấp chảo được nè. Ha. Cái này hai anh em mình ấp chảo uống bia đi. Không thêm cái gì nữa. Thì cái này hợp lý nè, cái này quất này đi. Ha. Mua luôn. Đi sao? Cái này. Bên này coi có gì không? Bên này có giảm giá không? Chai hôm nay em kìa. Đây. Cái này là gian hàng thịt đông lạnh nè. Đông lạnh thì giá nó rẻ hơn. Cái này thịt mới nè. Này thịt heo, cái này nướng ngon lắm nè. Vị xã đông nướng ngon. Cái đó gì? Cái đó thịt hả? Không biết ra gì đây. Cái này thịt giống như nem á. À, giống như nem. Cái này lên chiên nhồi được không? Có. Cái này về xả, phải xả đông nữa. Để chiên luôn á. Để chiên luôn hả? À, tôm cá trừ nè. Nè. Chi cá trừ hả? Cái này giống như là men chi cá trừ, cái gì có cá trừ là bục là được. Vậy. Cái này là phải chiên lại đúng không? Thì trong này thịt heo á. Ở trong là cái gì? Thịt heo, giống như của bánh mình, đồ ăn bánh mình đó. Bên ngoài là bánh mì nè. Nói chung mình chiên lên là nó giòn ở trong đó. Vậy hả? Rô sư ca trừ, tôn ca trừ. Ăn này thi đậu hả? Ai chỉ cho thanh niên vậy? Chiên, anh không có tương ớt không? Còn. Còn mình chiên với tương ớt thì còn nói gì nữa. Quá đẳng cấp luôn á. Cái này hả? Ờ. Cũng được. Cái nào nhỏ hay là đó? Lấy cái giò heo về hầm đi. Hầm sáng mai ăn rồi đi hả? Ăn luôn tối nay chứ, nhanh mà. Thôi về cái chiên đi hồi giò heo hầm ăn cái gì? Chắc anh qua lấy cái bịch gà trước. Anh lấy cái bịch gà. Gà tuần tới ăn đi làm cả đêm bổ sung protein coi. Lấy bịch gà đi. Theo nên bổ sung protein. Cái này nhỏ, cái này bịch lớn chút đi. Này đi. Tất cả em lấy một bịch gà quá. Này bịch gà này nấu được 2-3 lần luôn á. Lấy em bịch không, mình kho 1 lần đủ rồi. Anh làm biếng á, anh kho 1 lần ăn không ngon. Anh này kho 2 lần. Cái này nấu măng được à. Ha. Lấy cái này. Em nên lấy không? Chờ xin đi con. Này nó có cái này xương gà, chân gà. Lấy đi. Xương heo, mỡ heo. Hàng đông lạnh nó cũng tiện lợi. Hàng đông lạnh ăn được mà ha. Ngon mà. Ngon mà. Cái này là giò heo nè, giò heo nó chặt ra cho mình rồi. Cái này tiện lắm, về bỏ vào hầm luôn, nhanh mềm lắm. Này đông lạnh nhanh mềm. Đấy này nhậu ha. Cái này đằng nào về cũng bỏ tủ lạnh nè. Cái đông nhậu ha. Để nó mua này cho nó rẻ tiền. Giờ mình ghé qua hàng rau đi. Kiếm nó, ấy có dưa leo nè, cà chua nè. Hả? Dưa leo, cà chua này một hộp này 213 yên nè. Có măng đâu, măng đâu? Dưa gà. À. Lấy cục măng này về kho gà đi. Này, đi con gà đóng lên nó khỏi ghé đi ha. Khỏi đi. Ghé đâu làm gì đâu. Măng mua một cục hay hai cục đó. Cái này. Này được ha. Bắp cải đây bán rẻ quá ha. Có 150 yên. Không mà rau mắc đúng không? Hành lá, ừ. Hành lá em đang nói tuần này ăn chay rồi, chiên nấm. Ăn cơm chiên thì nấm thì mua nấm này ngon nè. Nấm này cũng được, nấm mà nấm là ngon rồi, nói với nấm là ngon rồi, nấm là tuyệt vời rồi. Thôi để về sau đi. Có hạt cơ sai nè, hạt cơ sai ăn không hết đâu. Cái này mua mà về cải muối cả. Đưa ra, Posoy Negin. Biết lâu rồi mình kiếm món gì không? Món gì?
Hủ chiên anh ông hảo lắm. Cà chua đẹp quá ha. Cà chua nhìn ngon quá ha. Tuyên. Hả? Đi kiếm bánh đồ hủ chiên. Cũng được. Có mua chuối không nên? Có mua trái cây không? Mua trái cây qua lấy trái cây. Ui dâu, dâu mắc quá ha. Dâu có dâu rồi nè. Đầu mùa, đầu mùa. Cái này tới 1 sen luôn nè nên. Này hơi cao ha. Được nó khoảng 400 yên à. À vừa mua đó. Đi qua lấy chuối nè nên. Chuối rẻ nè, chuối có 100 yên à. Cái này sao giống của Ninh đấy ta? Ninh bậy quá nha. Đang live stream nha. Tuần này ăn chuối nha. Ôi chuối này rẻ quá ha. Ờ, trong này 6 anh. Ừ. Tôi rẻ. Được. Quýt nè, quay. Quýt bao nhiêu tiền đi? Quýt cũng 500 yên. 500 yên. Ừ. Cái tô đựng vừa không ta? Cái đó giống cái của anh mà. Nhưng mà cái tô đựng vừa không? Không vừa, cái đó nhỏ, cái đó đựng được cái hộp à. Không vừa. Không cái này hơi, nhưng mà cái này ở ngoài nhìn xấu tí á. Ờ à, cái đó nhìn không có bắt mắt lắm. Nhìn nó chói lọi. Nghĩ sao có 100 yên mà. 100 yên thì 100 yên nó phải có cái giá của 100 yên. Đó giá của nó như vậy đó. Giá của nó đúng 100 yên luôn rồi đó. Chắc mình mua đũa về ăn quá nên. Mà mua đồ ăn chứ. Cái đó đựng được vừa cái tô không? Ờ cái này vừa nè. Vừa không? Vừa. Vừa cái tô luôn á. Được lấy cái này đi. À cái đó xì tin đó. Sao cái này màu gì? Có cái màu xanh dưới kia kìa. Cái dưới cùng có màu xanh kìa. Không vậy thì cái này vừa thì cái kia cái này cũng sẽ vừa cái. Ở dưới có màu xanh kìa. Cái bên kia. Đây hả? À Misa. Mì chữ, mì chữ, à đúng rồi. Đũa nè, đũa hashi nè. Này 70 đôi 100 yên khoảng 20 ngàn đồng. Lấy cái này ăn xong dục luôn. Không, nhưng cái này ngon hơn, cái này còn có giấy này nó sạch sẽ. Cái kia bao nhiêu rồi? 60 đô. À cũng được ha, cái đó có vẻ đẹp hơn không? Anh lấy không? Lấy, anh lấy một cái. Anh lấy cho anh cái này đi nhá. À anh lấy một cái. Đi nãy giờ lừa được trái bắp cải. Nửa trái thôi, một trái ăn không hết. Này có 79 yên à, rẻ. Mùa này sao bắp cải rẻ ta, mùa bắp cải nào ta? Mà bắp cải nó cũng rẻ mà. À. Ờ đúng rồi, mùa này mua bắp cải mà. À bắp cải hả? Bắp cải. Nên mua viết không ta? Không viết đi. Thôi khỏi lấy viết đi. Giờ đi ra tính tiền đi về. Tối rồi. Rồi giờ chuẩn bị đóng gói về với thùng giấy cho mình lấy miễn phí á. Mình lấy cái thùng này mình cho nó vô trong này mình chở xe đạp cho nó dễ chở đi, nó xe đạp nó dễ đi thay vì bỏ cái bịch này nó khó chở, nó dễ chở hơn. Xếp vô đây đi chợ mà mua toàn mì tôm với đồ đông lạnh không thì cho thịt thà không có gì hết. Tại vì thịt có nhà rồi, nhà có thịt heo, thịt nai rồi, giờ mua thêm mấy này rồi ăn thêm thôi. Cho vô đây cho nó tiện. Này là mấy cái bịch ni lông người ta để miễn phí nè, mình lấy mấy cái này về xong rồi mình tách thịt ra mình từng phần á, khi nào ăn thì lấy ra nấu bỏ vô tủ lạnh cho nó tiện đó. Giờ đóng gói này lại lấy không? Có băng keo không? Đây có băng keo nè, băng keo gì trời, tí ra đóng cái kia miếng nè, phải bung làm màu không? Yeah. Làm màu á. Đâu có đâu, cái này nó miễn phí mà. Dịch vụ miễn phí thì mình cứ xài đi. Rồi. Ok. Xong.